Viêm phổi là tình trạng các phế nang trong phổi bị viêm do một số nguyên nhân gây ra. Hiện tượng viêm nhiễm có thể xuất hiện tại một vị trí bất kỳ của phổi như phế nang, túi phế nang, ống phế nang hoặc nguy hiểm hơn là có thể viêm toàn bộ phổi. Viêm phổi có nhiều mức độ khác nhau, từ viêm phổi nhẹ đến viêm phổi nặng. Bệnh đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người trên 65 tuổi có nhiều bệnh nền hoặc hệ miễn dịch bị suy yếu. Viêm phổi là cái nhiễm trùng, tình trạng nhiễm trùng ở phổi. Nó sẽ gây ra các cái biểu hiện về triệu chứng lâm sàng như sau. Bệnh nhân có thể ho có thể khạc đờm, đờm vàng hoặc xanh. Bệnh nhân có thể có sốt, biểu hiện nhiễm trùng như môi khô, lưỡi bẩn, hơi thở hôi. Bệnh nhân có thể có các cái tình trạng như đau ngực, khó thở. Và khi khám thì có các cái triệu chứng của hội chứng đông đặc phổi. Một số pneumonia, hemophilus, legionella hoặc một số loại virus như influenza A, B, virus hợp bào, virus rhinovirus, adenovirus sống trong môi trường bị ô nhiễm, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi hay khói thuốc, làm việc trong môi trường chứa nhiều hóa chất độc hại. Yếu tố thuận lợi mà gây ra viêm phổi thì có thể là do thời tiết lạnh, trên những cái cơ địa bệnh nhân đã suy giảm về miễn dịch. Bệnh nhân già hoặc là trẻ con, những cái người mà nghiện rượu cũng dễ bị viêm phổi, những người mà bị bệnh lý mãn tính cần phải nằm điều trị lâu ngày, những bệnh nhân chấn thương sọ não mà hôn mê, những bệnh nhân có các cái bệnh về mặt tai mũi họng mà không được điều trị triệt để, những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là những bệnh nhân có các cái bất thường như gù vẹo cột sống. Đối với những bệnh nhân bị viêm phổi, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau. Sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước mỗi ngày, đảm bảo môi trường sống luôn được sạch sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp với khói bụi và các loại hóa chất độc hại để tránh tình trạng bệnh tiến triển nặng. Thường xuyên vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý hoặc nước súc miệng chuyên dụng. Có chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng. Tái khám định kỳ.